Mở đầu chương trình, Hà Trinh và Thanh Ngọc xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bạn Có Biết. Và trong chuyên mục Bạn Có Biết kỳ này thì Hà Trinh và Thanh Ngọc sẽ cùng tám chuyện về một thú vui rất là tao nhã của người Sài Gòn xưa ở thập niên 80, đó chính là uống cà phê dĩa. Cà phê dĩa chính là cà phê bích tất hay là cà phê vớ. Nguyên do là bởi vì người ta không pha cà phê trong phin như hiện nay, mà người ta bỏ cà phê vào một cái bao vải, nhìn giống như là chiếc vớ vậy đó. Xong rồi hầm trong nồi, sau khi mà hầm lên rồi á, nóng lên rồi, cà phê ra rồi, thì sẽ múc ra cho thực khách uống. Múc trong ly hay là trong dĩa thì tùy thuộc vào yêu cầu của thực khách. Nhưng mà ngày xưa khi mà ở những cái tiệm phở hay là tiệm ăn sáng hoặc là bán bún, khi mà khách ăn xong thì thường kêu thêm, cho tôi một cái dĩa cà phê để mà xì sụp. Cái tiếng xì sụp người ta hút cái dĩa cà phê đó cũng rất là thú vị đó chứ. Đúng rồi, uống cà phê dĩa xưa thì rất là độc đáo. Khi mà múc từ trong nồi ra dĩa nóng nè, vừa thổi vừa hút xì xà xì sụp, thì những người uống cà phê đó nghe cái âm thanh xì xà xì sụp đó cũng là một phần sảng khoái trong việc uống cà phê dĩa. Cái chất lượng của cái cà phê bích tất hay là cà phê vớ mà chúng ta vừa đề cập đến trong cái dĩa, nó cũng không phải là đẳng cấp như là những cái loại cà phê phin ở trong quán bar hay là khách sạn ở thời đó, nhưng mà lại rất là được chuộng trong cái trước thập niên 80. Mãi đến thập niên 90 thì người ta yêu thích cà phê phin hơn, thế là cà phê dĩa cũng dần dần biến mất luôn.